các bạn, hôm nay trên tay mình là một chiếc tai nghe Samsung chính hãng. Hôm nay mình xin bóc hộp cho các bạn xem. Và kế bên là một chiếc tai nghe hàng nhái. Thì ở đây phân cái chất lượng âm thanh thì các bạn cũng đã biết, thì chính hãng nó sẽ hơn. Thì mình xin bóc hộp. Đây, chiếc hộp. Ra bên trong thì gồm có tai nghe và các đầu nút để thay thế. Thì ở đây phụ kiện chính hãng thì nó chỉ có đúng một màu trắng, chứ nó không có những màu khác. Vì lúc trước có một số bạn hỏi mình là có màu tím hay không, thì mình xin đính chính lại là tai nghe chính hãng chỉ có màu trắng thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mở hộp chiếc tai nghe chính hãng này.